Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem là ăn uống sau khi mà đi bán về thì sẽ phải chăm bếp như thế nào trong mùa dịch Covid này nhé. Đây, chúng ta đang đứng trong cái sân. Nói chung là đã giảm bớt muôn thú rồi đó, nhưng mà vẫn còn nhiều. Khi về thì tất nhiên là nó buộc phải chăm cho chó mèo nè. Chúng ta còn hai chú chó thôi. Đây, phải lắp bình nước rồi cho các chú chó ăn. Đây. Gì nữa, từ từ có. Một cặp này là một cặp bom phóp sóc nha các bạn. Cái này là bé cái nè. Cặp này thì nó lùn để nuôi chơi. Khi là có baby rẻ thì mới bán thôi nha. Đây là boy nha các bạn. Này lông nó xù quá mà chưa có đi tỉa nữa. Còn bữa điều điệu đi đỉa cho bé nơ rồi. Có nhượng cho bé luôn. Sau khi cho chó ăn xong thì tới mèo. Còn hai mẹ con đó. Một là mèo anh lông dài nè. Với một bé mèo chân lùn. Đây. Rất là nhanh nha các bạn. Tại sao gọi nó là chân lùn? Tại chân nó lùn thiệt. Lùn con. Đây. Thấy cơ không? Hai mẹ con đó đó. Em sao? Làm gì đánh con? Nước không? Hết nước nữa không? Đây. Về là phải gót nước. Phải hầu từ này. Mà cũng chỉ có một mình anh Hù làm thôi đó. Đi từ sáng đến tối. Thế về phải chăm. Có khi cái công việc này nó sẽ được làm buổi sáng. Mà do hôm nay là anh bận đi giao từ sáng đến chiều rồi. Nên tối sẽ làm bù lại cho các bé. Đấy. Sau khi chó xong, mèo xong thì tới nhím nha. Nên chúng ta còn hai bé nhím. Một cặp nhím nha. Sẽ sinh sản luôn. Rất là thấy cưng nha các bạn. Gì có. Nhím nuôi cũng đơn giản nha các bạn, chỉ cần một cái thùng, cái lồng gì đó, một chén đồ ăn thì một bình nước thôi. Em cũng đã chăm nước cho bé. Đây nhím mập ù luôn. Nhím này bạn nào thích mua thì anh cũng có thể chia lại. Size sinh sản luôn nha các bạn. Sao con? Nhím nuôi thân thiện không có cắn nha các bạn. Đấy. Mình bắt bé lên chơi các bạn coi. Cầm trên tay nó sẽ thú vị như thế nào. Tất nhiên là cái này phải dành cho người chuyên nghiệp rồi. Được chưa con? Nhím khi nó sợ thì nó sẽ co lại nha. Cái này co quá. Sẽ bắt cái này lên vậy. Sao con? Đấy. Có một cái chữ chơi rất là vui. Anh Hù hay thích chơi kiểu vậy. Đấy, anh dành cho người chuyên nghiệp thôi nha các bạn. Rất là baby cute luôn. Hey. Ý. Cái cưng không nè. Mà các bạn phải biết cách cầm với gồng. Chứ không nó sẽ hơi đau nha. Đấy. Nhảy một cái là hơi đau. Cái này, nó đang ngủ nên nó quậu quá. Cái kia dễ cầm chơi hơn. Đây. Nhím thì nó sẽ ăn đồ ăn của nhím, mà nói chung là sẽ ăn giống đồ ăn của mèo. Các bạn thấy cái hạt đó đó. Và tới chồn. Mấy bé chồn cũng ăn đồ ăn cũng giống như mèo luôn nha các bạn. Đây. Còn ba bé chồn Ferret nè. Đơn mèo cũng còn, mình nước cũng còn. Ba bé nè, Mon, Mi với lại nhìn ta. Quên mất tên rồi. Đâu có không chơi ba con luôn á. Chồn Ferret thì nuôi y chang như mèo nha các bạn. Nó cũng sẽ ở đáy trong thau, uống nước, ăn. Ferret được cái là siêu hiền. Nên dù có lớn hay nhỏ gì đó thì cũng không có cần thuần gì hết trơn đó. Hoặc là có thể là ba bé này đã được thuần sẵn rồi. Nên thấy ngon, bớt phá đi con. Để ta quay mấy chuồng khác. Đi vô, đi vô, đi vô. Ba đứa bay đi hết rồi. Vô, 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 vô. Không có được chứ tụi này. Đây đợi mình xíu nhé. Để đóng cửa chuồng lại, không tụi lại đi. Đây, sau khi chó, mèo, nhím, chồn, chồn vương thiện trái cây, sáng nay mình đã cho ăn rồi.
nên buổi tối không cần phải cho ăn nữa. Nhưng mà lát hồi mình sẽ cho nó ăn thêm gì có, ví dụ bắp phá. Cái này được nuôi từ nhỏ, đút sữa nè. Hồi mình đi Đà Lạt cũng phải xách theo đút nữa. Bây giờ là siêu hiền. Ê, được chưa? Thôi vô đi con. Lát thì cho nó ăn thêm thịt chim cút, ăn chung với cú cũng được. Tật của nó rất là thích gặm tay của mình nha. Này, cái này cũng không có bán nha, được nuôi rất là công phu. Bỏ ra Lily, bỏ ra. Vô. Lát chưa? Đấy. Xong rồi chúng ta sẽ qua cho chim cú qua. Đây là chú chim cú cá nha các bạn. Đấy. Mỗi lần cho ăn nó hơi bị hung. Tại làm như lúc nào nó cũng đói hay sao. Ăn này con. Đấy. Sao mùi rất là ghê nha. Mấy hồ lào thì rất tiếc là đã ra đi không nguyên nhân. Chúng ta chỉ còn cú cá để nuôi thôi. Đấy. Ăn mà làm giống như là ai dành ăn với nó đó. Phải ngồi đút nó từng miếng mà nó còn dành vậy đó. Đấy. Trời. Mấy bé chó ăn hết sạch rồi. Ăn xong thì phải lấy ra thôi. Bớt không giữ đi. Gà lửa. Chứ ăn mà riết tao phải gọi mày gà điên quá chứ không phải gà lửa nữa. Cứ như điên ấy. Đấy. Ăn ghê lắm. Một mình ăn một lần là có thể ăn cả một con cút, chim cút luôn nha các bạn. Cái này là thịt cút đã cắt nhỏ nè. Đấy. Do mà tại sao mình không có chơi chim săn nhiều. Bởi vì khá là tốn thời gian. Chim săn chúng ta phải đút. Cái này là chưa có thuần bay hay là tập đi săn gì đó đó. Chỉ có về đút thôi. Mà đã mệt rồi. Không biết là trong mùa dịch này chắc các bạn, nhiều bạn ở nhà cũng rảnh rỗi, thì nên kiếm một cái bé nào đó để nuôi chăm sóc. Bảo đảm nó sẽ qua thời gian trong ngày rất là nhanh. No chưa? Rồi, ta đi cho đứa khác ăn nha. Cho nó bù đi bán về là xà quần hết một buổi tối cho mấy bé thú cưng này đó. Mà đó là chỉ là cho ăn nhanh đó, chưa có dọn vệ sinh. Ăn không con? Đấy. Chôm là lại ăn được cả trái cây, ăn được cả thịt động vật nha các bạn. Nó có thể khả năng đi săn luôn. Hãy mà các bạn cứ quăng con chuột hay là con chim gì đi ngang đi là nó quất lát. Lúc nào thì nó như điên ấy. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ qua đến khu vực bò sát ăn thịt nha. Đó là các bé kỳ đà. Các bạn đợi mình xíu. Kỳ đà thì là loại ăn vừa ăn được côn trùng lẫn thịt. Này chúng ta còn muốn miếng thịt nên sẽ cho bé kỳ đà hoa thái ăn. Đấy. Này thì bé này cũng đã lớn rồi nha các bạn. Ngoài ra thì nó còn có thể ăn vịt dế. Đấy. Đó là kỳ đà hoa thái nha. Bạn để mình xíu để đặt nắp. Tiếp theo chúng ta sẽ cho một bé kỳ đà vân. Này. Nó ăn dế nha. Anh thấy là nó rất là xương. Đây mình đã bỏ dế vô mà chắc chưa thấy đâu. Bình thường mình cũng đút cho ăn thịt. Cái này cũng sao baby. Cứ thả vài con dế vô là ăn thôi. Đây, đã xong khu vực trong nhà. Hay ngoài sân. Ngoài sân là chó nè, cái chồn, mèo, chồn, nhím, chim cú nè, chó nè. À, đến mấy bé sóc nữa cũng đã cho ăn rồi nha. Chuối với táo đã bỏ. Một bé sóc bông thái nè. Một bé sóc đất nè. Này là một bé chim yến phụng luôn nha. Yến phụng thì ăn kê với chén nước cũng đã chuẩn bị xong. Đấy. Cái lồng bên này thì để nuôi sắp bảy út mà tạm hết rồi.
Giờ chúng ta sẽ tiến vào trong nhà. Lát nữa chúng ta sẽ phải đút sữa cho sóc nè, rồi cho chăn ăn, cho bò sát ăn. Các bạn nhớ đón xem phần tiếp theo nha. Đã có nhiều các clip hay trên các trên kênh YouTube của Vet Show. Hẹn lại các bạn trong phần 2. Xin chào.